động và rất là trẻ trung. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong ngày hè, nhưng mà những giai điệu của mùa thu sẽ ru lòng quý vị, và những ngọt ngào của yêu thương sẽ làm chúng ta cảm thấy dịu dàng hơn trong đêm thứ sáu đầy cảm xúc này. Quý vị cùng lắng nghe một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Đâu Phải Bởi Mùa Thu. Và xin chào đón nữ ca sĩ Sa Băng, một tràng vỗ tay ngọt ngào quý vị ạ. Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn MC rất là nhiều. Một bài hát Sa Băng rất là thích bài hát này, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, xin gửi tặng đến tất cả quý vị, Đâu Phải Bởi Mùa Thu. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe khúc này nha. Oh,
đừng hát xuống, thôi đừng say sưa, lo chút đời nhiều đâu phải mười một thu. Đâu phải bởi một thu. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Một hát nữa thay đổi không khí chút xíu, một bài hát nghe nhạc trẻ hơn xíu, một sáng tác rất quen thuộc với tất cả quý vị trong thời gian vừa qua. Một sáng tác của ca nhạc sĩ Chi Dân, Anh Muốn Em Sống Sao. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe ca khúc này. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không nhớ bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội để bao giây vội đi? Và có chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên, em sẽ đi kiếm. Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh về, giờ anh muốn em phải sống sao? Anh chỉ đến bên em lúc I'm
Xin cảm ơn thầy.